Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn một cây một dạy rất là nhiều có tác dụng làm thuốc nha các bạn. Đó là cây mần ri nha các bạn. Cây mần ri nó rất nhiều công dụng như là trị bệnh xương khớp, thoát vị đĩa đệm, các bệnh lý về gan, tiểu tiện khó, đau đầu, cảm xúc. Cái cây mần ri này nó một dạy rất là nhiều các bạn. Cái mần ri thì nó có hai loại, mần ri loại hoa tím thuộc họ mần mà, cái cây và cây mần ri hoa trắng, một loại hoa trắng một loại hoa tím các bạn, nó đều thuộc họ mần mà các bạn. Cái mần ri thì là loại thân cỏ các bạn và sống lâu năm, nó có chiều cao từ khoảng 40 đến 80 cm và thân của nó có nhiều lông. Lá cây thì một cách hình hình cái hình chân vịt, mỗi lá kép khoảng 3 lá chét, rễ củ hình trụ dài xếp thành chùm. Đây nha các bạn, cây này nó có cái trái như trái đậu đó các bạn, mình bóp nó bung ra cái hạt nhiều lắm. Cái hoa của nó thì nở quanh năm các bạn, màu trắng hoặc là màu tím. Hoa mọc ở nách lá, hoa có bốn cánh, cánh hoa thường vỉnh ra có sáu nhụy, có bao phấn màu lam, bầu có lông vờ nhụy ngắn, trái của nó dài từ 3 đến 5 cm màu tím, bên trong có chứa nhiều hạt và khi chín thì hạt có màu đen, cái hạt của nó rất là nhỏ các bạn. Phân bố thì cây này là ở Việt Nam, cây mần ri phân bố tất cả các tỉnh từ phía Bắc đến miền Nam Việt Nam. Cây thường sinh trưởng và phát triển ở vùng đồng bằng và khu vực miền núi các bạn. Chỗ mình là khu vực miền núi các bạn. Ở đồng bằng thì ở chỗ vùng đất thấp hoặc là những nơi phù sa màu mỡ. Cái bộ phận để dùng làm thuốc thì toàn bộ thân lá và rễ đều làm thuốc, hạt. Cái cây này nó có rất nhiều chất hóa học có tác dụng làm thuốc nha các bạn. Theo y học hiện đại, thì các chất có dược tính cao như gluco, caffarin, aluco, calamin, glycosid có tác dụng trong việc giảm đau mà không gây tác dụng không mong muốn cho cơ thể. Ngoài ra hàm lượng lớn đường, protein và vitamin trong cây giúp cơ thể người bệnh được bổ sung thêm các dưỡng chất. Từ đó cải thiện sức khỏe cho người bệnh. Còn theo y học cổ truyền thì cây mần ri này có hai loại khác nhau, một loại hoa trắng, một loại hoa tím các bạn. Loại hoa trắng thì theo y học cổ truyền thì mần ri hoa trắng có vị đắng, tính ấm, có tác dụng tiêu đờm, hoạt huyết, thanh nhiệt, giải uất. Cây được chủ trị các bệnh về đau xương, thoát vị đĩa đệm, phong tê thấp, thoái hóa cột sống, đốt sống, cột sống cổ, lão hóa xương hiệu quả. Ngoài ra cây này được dùng để làm thuốc tăng cường chức năng gan và hỗ trợ điều trị viêm gan B. Hạt mần ri được dùng để diệt cháy rặng. Cây mần ri hoa tím các bạn, cây này mình đang quay như là cây mần ri hoa tím các bạn. Cây mần ri hoa tím thì có vị cay, tính ấm, không độc, thường dùng để điều trị bệnh cảm cúm, nhức đầu, ho hen, rắn cắn. Ngoài ra mần ri còn có tác dụng điều trị viêm cầu thận mãn tính. Rồi, cây mần ri được sử dụng với liều lượng từ 40 đến 50 gram trên ngày. Người bệnh có thể sử dụng dược liệu dưới dạng sắc nước uống hoặc là hãm, như uống trà hoặc là giã nát đắp ngoài. Đó là một số cái công dụng từ cái cây mần ri này các bạn. Cái mần ri này nó trị thoát vị đĩa đệm rất là hay nha các bạn. Những người mà bị thoát vị đĩa đệm đau cột sống các bạn, đau lưng đó. Trị đau nhức xương khớp, rồi là viêm gan B, xơ gan, viêm nhiễm.
Thì video của mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm chuông đăng ký phía dưới để ủng hộ mình làm video nha các bạn. Bấm chuông đăng ký trên kênh YouTube nha các bạn, chứ Facebook không có đâu các bạn.